Xin chào bác nha. Hôm nay em giới thiệu các bác một con xe thanh hơi Lokke. Máy 24 trang trai nha. Và đặc biệt nữa mà con này phanh hơi Lokke. Nhưng mà cái kích thước phủ bì của nó nhá. Đấy, lắp lốp kép, kích thước phủ bì thì con này nó lại cực nhỏ, mà cầu là cầu nguyên bản. Đấy, thì cái loại cầu nguyên bản mà kích thước nhỏ như này thì em mới nhập ở bên kia về thôi. Thì phù hợp cho bác nào chạy vào những cái đường ngõ ngách nhỏ. Thì mọi con xe thì thông số thì nó là thông số chung rồi. Và có một cái điều đặc biệt là ở con xe này thì nó là cầu ngắn cho các bác vào những đường nhỏ. Đấy. Còn về cái phần ghế thì không thể giới thiệu các bác nữa rồi. Như bác nào theo dõi kênh YouTube của em ấy thì ghế thì có thể điều chỉnh ra vào được nha. Và đặc biệt hơn nữa cái nhông ấy, nhông xe được tài em nâng lên rất là to rồi. Lái thì dạo này lái thì cực nhẹ luôn. Và đây, ở phần gương thì các bác lắp đây, ngoài đây nó đều là có chống vỡ hết rồi nha. Thì va quyệt vào đâu đó thì không sợ vấn đề vỡ gương. Đấy, càng gác rất là chắc chắn, ba cụt.